Kênh chăn nuôi Bà Rịa rất vui được chào đón bà con quay trở lại. Hôm nay kênh chăn nuôi Bà Rịa review buổi sáng cho vịt xiêm Pháp ăn. Và hôm nay cái tiêu đề kênh chăn nuôi Bà Rịa muốn gửi đến cho bà con và các bạn nông dân biết về cái vấn đề chăn nuôi vịt xiêm Pháp dù không có thủy phân, ruồi đính đen hoặc đạm cá. Kênh chăn nuôi Bà Rịa vẫn chăn nuôi bằng 100% cám công nghiệp, vẫn có lãi suất và lợi nhuận. Vì sao? Thì đây là một cái câu chuyện mình muốn gửi đến thông điệp này cho bà con, các bạn nông dân và những người muốn khởi nghiệp, và đặc biệt là những cô bác anh chị làm cơ quan nhà nước về hưu vẫn có thể chăn nuôi, vẫn có thể kiếm tiền trên niềm vui qua mô hình chăn nuôi vịt xiêm Pháp nói chung và những con vật nuôi nói riêng. Thì muốn thành công trong vấn đề chăn nuôi thì bà con vẫn nắm 4 cái nguyên tắc ghim sâu vào tiềm thức. Nguyên tắc thứ nhất đó là con giống. Thứ hai, bà con phải chọn nguồn thức ăn. Thứ ba là môi trường chuồng trại, xử lý vi sinh. Thứ tư là thuốc thú y. Thì 4 cái vấn đề này thì bà con phải niêm yết vào tiềm thức mình, bà con mới thành công được. Thì đây là vịt xiêm Pháp mình là 58 ngày thì chuẩn bị mình sẽ xuất bán. Đây là mô hình mình đang nuôi trên nửa sàn nửa đất. Thì bà con thấy đây là cái chuồng sàn, đây là bể nó đi lên đó. Thì đây là buổi sáng mình muốn review cho bà con thấy là vịt xiêm Pháp nó khỏe và nó muốn ăn thế nào. Thì trong cái quá trình mà chăn nuôi này thì bà con thật sự phải đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm thì hãy tiến hành nuôi con vịt xiêm Pháp như thế này. Bởi vì con vịt xiêm Pháp thực sự thưa với bà con là rất là khó nuôi, khó rất là nhiều vấn đề, khó từ con giống, khó từ thức ăn, khó từ cách ấm, rất là khó. Và đặc biệt thì đối với cám công nghiệp thì bà con cho ăn tốt nhưng phải biết cách xử lý, chứ không thì nó gây ra bệnh tiêu chảy và gán ghép rất là nhiều bệnh với nhau. Và đối với con vịt xiêm Pháp này, ngoài 30 ngày tuổi bà con mới nói lên được vấn đề gì, chứ còn trong vòng 30 ngày tuổi thì thật sự chưa nói lên được điều gì cả. Thì mình muốn mong rằng bà con nắm những cơ bản như thế này. Thì đặc biệt thì nuôi con vịt xiêm Pháp này nửa sàn nửa đất rất là thành công và hiệu quả. Thì mình muốn truyền tải cho bà con về những thông điệp này. Thì đối với chăn nuôi nông nghiệp hiện nay và về sau thì sẽ không có từ mai một. Dù hoàn cảnh nào, khó khăn như thế nào, nếu chúng ta nắm được những cái yếu tố cơ bản thì chúng ta vẫn chăn nuôi xuất bán bình thường. Thì đối với kênh chăn nuôi Bà Rịa này thì trong suốt quá trình giãn cách xã hội thời Covid mà mình vẫn chăn nuôi xuất bán bình thường, vẫn làm chủ thời gian công việc, thì mình cũng mong rằng Hội Nông Dân của tỉnh, phường xã nói chung và các tỉnh nói riêng có thể xem được video và truyền tải những video này đến cho những người nông dân. Và đặc biệt mấy hôm nay rất là nhiều nông dân các vùng miền điện cho mình rất là nhiều hỏi thăm về vấn đề chăm sóc và chăn nuôi như thế nào thành công. Thì thực sự câu thành công này rất là nhiều vấn đề cần phải tranh cãi. Bà con phải xác định được cái mục tiêu, và bà con phải hỏi ra là tại sao bây giờ tôi làm, và tại sao tôi chưa làm, và tại sao tôi không học, và tại sao, câu tại sao rất là nhiều vấn đề tại sao bà con cần phải nắm. Thì đối với kênh chăn nuôi Bà Rịa thì làm việc, hành động sẽ có kết quả, khi có kết quả thì chia sẻ cùng bà con, chứ mình cũng không có gán ghép hoặc không có chỉ trích bất kỳ người nào của trang trại nào.
nơi nào hay mình sẽ đến thăm hỏi và học tập cùng bà con, cùng các anh chị trang trại. Thì thưa với bà con, thật sự thì đó, đây là mình rút ngắn thời gian trong chăn nuôi, thì đây là một thành quả rất là lớn. Còn vấn đề thuốc thú y thì thưa với bà con, rất là nhiều dạng thuốc thú y nên chúng ta phải sử dụng như thế nào. Và câu trả lời cũng hôm nay cũng để dành cho những bà con và các bạn nông dân thường hay hỏi mình loay hoay những cái câu chuyện chăn nuôi như thế nào và phòng bệnh ra sao. Thì qua những cái video mình cũng đã truyền tải những cái cách làm của mình, thì bà con nên phòng bệnh chứ đừng để chữa bệnh. Nếu chữa bệnh không có kinh nghiệm thì nó sẽ để lại hậu quả khôn lường. Chẳng hạn như đàn vịt của mình 4 năm bệnh gán ghép với nhau, thì làm thế nào bà con giải quyết? Trước tiên ngừng tỷ lệ chết và hao đầu con. Riêng có đàn đặc biệt cái dịch xuyên pháp này, dù lỡ như nó có èo uột thì bà con vẫn bán được bình thường, nó vẫn đạt cân so với những con vịt khác. Đó là cái ưu thế của con dịch xuyên pháp như thế này. Thì mấy hôm nay thì tại sao mình không chia sẻ những cái thuốc thú y? Bởi vì mình không có bán thuốc thú y. Và cái thứ hai, mình không đủ bằng cấp để phân tích thuốc như thế nào. Đó hai lý do mình không bán. Nhưng bà con đến cần đến mình thì mình sẽ chụp hình những cái mẫu thuốc, mình sẽ gửi riêng cho bà con, chứ không bao giờ mình nói trên cộng đồng internet này cả. Tại vì có thể đúng cho vài người mà cũng có thể sai cho vài người, nên là mình không có thể chia sẻ cùng bà con được. Thì bà con cũng nên tìm hiểu thêm về vấn đề mô hình cải thiện cuộc sống như thế này. Thì bà con thấy không, rất là xa, trên kia là cỏ. Thì mỗi buổi sáng cũng như buổi chiều thì lúc nào dịch nó xuống đất nó chơi thì nó chơi, còn không thì nó lên sàn. Rồi bên đây là ao tắm, thì mình để cho quay cho bà con xem. Đó, đây là cái chuồng sàn đơn giản của mình, và đằng kia là hệ thống nước uống. Đó, hệ thống nước uống và ao tắm bên kia. Thì thật sự đối với cái mô hình này thì cũng rất là dễ, chứ cũng không có gì khó. Cứ nắm những cái cơ bản thì bà con sẽ thành công. Thì đối với cái mô hình này thì trong trang trại mình thì thật sự thì cũng demo những con vật nuôi nhằm chia sẻ và hỗ trợ nông dân trong tỉnh là chính. Chứ diện tích không có nhiều và kinh tế không có nhiều, nên mình cũng không có nhiều con vật nuôi tại trang trại. Chỉ một vài thứ, chẳng hạn con vịt, con gà và con cá. Còn những trang trại khác mình hỗ trợ kỹ thuật để chăn nuôi những con vật nuôi khác. Thì cái tiêu đề hôm nay mình vẫn để là trại rùa đánh đen mà phải nuôi bằng cám công nghiệp, với lý do truyền tải thông điệp này đến cho những người đam mê chăn nuôi nông nghiệp mà không có rùa lính đen hoặc thị phân cá vẫn có thể chăn nuôi, vẫn cải thiện cuộc sống với mô hình chăn nuôi dịch xuyên pháp này. Đó là tiêu đề hôm nay mình muốn chia sẻ cùng bà con và các bạn nông dân. Làm thế nào rút ngắn thời gian chăn nuôi dịch xuyên pháp, và làm thế nào thực phẩm vẫn sạch cho cộng đồng, và làm thế nào mùi hôi chuồng trại vẫn bảo vệ môi trường, và đặc biệt hơn nữa là làm thế nào có lãi khi một lứa vịt chăn nuôi. Đó là những cái vấn đề bà con cần phải nắm và tham khảo thêm. Đây là những cái mô hình để cho bà con tham khảo. Thì bà con có thể đúng, hữu ích thì bà con xem và chia sẻ và đăng ký kênh để cho bà con có thể nhận được những video sớm nhất từ kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Còn nếu không cảm thấy hay thì bà con cũng có thể lướt qua, không có vấn đề gì khác. Nhưng để bày lại bình luận hay thì ok, mình sẵn sàng trả lời.
còn để lại bình luận vô văn hóa, không có tính chuyên nghiệp về chăn nuôi hoặc là không liên quan đến chăn nuôi thì mình sẽ block bà con vĩnh viễn khỏi kênh. Đó là nguyên tắc làm việc của mình. Tại vì mình làm việc chăn nuôi bằng cảm xúc, bằng niềm đam mê, và YouTube cũng thế, nên bà con cũng thông cảm. Tại vì mỗi video mình không chỉnh sửa, không cắt ghép, nên là mình muốn để những video thật sự còn nguyên bản. Chứ mình thừa sức để chỉnh sửa, nhưng không, mình để lại giá trị thật thì những video nó cũng sẽ thật. Nên bà con có gì không hay, không đặc sắc thì bà con cũng thông cảm bỏ qua. Thì một lần nữa thì kênh Chăn Nuôi Bà Rịa xin chúc bà con tất cả mọi vùng miền trên cả nước thật nhiều sức khỏe và niềm vui mỗi ngày. Thì những cái video sau mình sẽ làm những chuyên đề hoặc là tiêu đề khác nhau, và làm thế nào để chúng ta nuôi được trên phần đất cũ mà không ảnh hưởng lại cái năng suất của đàn vịt. Thì mình sẽ quay sơ cho bà con thấy được là vấn đề mô hình của trang trại. Thì bye bye bà con, hẹn bà con vào những video sau. Bye bye bà con.